Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hơn 1.000 bị hại là khách hàng mua hàng online qua mạng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, khoảng tháng 1 năm 2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, việc đi lại của người dân bị hạn chế và nhiều người có nhu cầu mua hàng online nên Nguyễn Văn Tê chú tại xã Tam Đa, huyện Phục Cử, tỉnh Hưng Yên, mặc dù không có hàng để bán, nhưng Tê đã mua và lập một số trang Facebook khác nhau để đăng bán nhiều loại mặt hàng. Tê đã sử dụng dịch vụ quảng cáo có trả phí trên trang Facebook. Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng thì sẽ yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc và trả tiền trước để thuận lợi cho việc thực hiện hành vi phạm tội và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện tê đã mua nhiều sim điện thoại rác và tài khoản ngân hàng của nhiều người để nhận tiền đặt cọc của khách sau khi nhận được tiền của khách tê không giao hàng và cắt liên lạc với khách để chiếm đoạt tiền trong vụ án này, T giữ vai trò chính là người đứng ra tổ chức và thuê trả tiền hàng tháng cho 6 bị cáo khác cùng thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra xác định có hơn 1.000 bị hại là khách hàng mua hàng online của T và cơ quan điều tra đã làm rõ được gần 500 khách hàng với số tiền T chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra khám xét nơi ở của T, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên phát hiện T có hành vi tàng trữ 9,6kg pháo nổ nhằm mục đích sử dụng. Căn cứ quy định của pháp luật tòa tuyên phạt bị cáo T 8 năm 9 tháng tù với hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ hàng cấm. Các bị cáo còn lại tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bốn bị cáo chịu hình phạt từ 1 năm 6 tháng tù đến 7 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo cùng mức hình phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo bẫy lừa rất mới vừa xuất hiện kẻ gian treo thẻ có mã qr trên xe trước cửa nhà để ăn chặn tiền có thể khiến bất kỳ ai đều có thể trở thành nạn nhân công an đã lưu ý thủ đoạn này cụ thể thông tin mặt sau hướng dẫn có ghi mệnh giá thẻ này có thể thông qua bằng cách quét mã qr để nhận quét mã qr để liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng sau đó cung cấp tài khoản mật khẩu của thẻ để nhận được số tiền tương ứng khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng bạn vui lòng chụp lại ảnh số tiền trên thẻ và tài khoản mật khẩu để nhận được số tiền của thẻ, chỉ cần nạp 50k sẽ nhận được 50k. Cụ thể, kẻ lừa đảo sẽ tìm cách dán đè mã QR lên các mã QR được các chủ cửa hàng kinh doanh dán sẵn. Khi khách hàng đến mua hàng thanh toán, những tưởng chuyển tiền cho chủ quán nhưng thực chất chuyển đến số tài khoản của kẻ lừa đảo. Nếu chủ quán và khách hàng không cẩn thận kiểm tra có thể sụp bẫy của kẻ gian. Ngày 7 tháng 7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã phối hợp cùng với Công an Cửa khẩu Hàng không Quốc tế Nội bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh bắt giữ Lê Thị Hát trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 5 tháng 7. Hát là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt về ba tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của nhiều công dân sinh sống trên địa bàn tỉnh tố cáo Lê Thị H, nguyên cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh đã lợi dụng lòng tin để chuyển nhượng thửa đất bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Sau khi xác minh, đối tượng Lê Thị H đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8 tháng 1 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Thị Hát để tổ chức xác minh truy bắt đối tượng. Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa đồng chủ trì phối hợp với Công an các huyện Thanh Trương, Anh Sơn, Quỷ Hợp phá một đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, qua đó bắt giữ hai đối tượng, thu giữ một lượng lớn ma túy. Cụ thể, vào tối ngày 5 tháng 7, cơ quan công an đã phá thành công đường dây ma túy từ nước ngoài vào khu vực biên giới qua địa bàn tỉnh Nghệ An, bắt giữ hai đối tượng. Trong đó, đối tượng cầm đầu đường dây là SDT, chú ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ 27 bánh heroin, 5 kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật có liên quan. Bước đầu, công an xác định đường dây này vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào địa bàn khu vực biên giới. Các đối tượng sau đó ngụy trang ma túy trong hàng hóa, gửi theo xe khách để tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc, phía Nam và khu vực Tây Nguyên. Ngày 7 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đồng Nai thông tin đang mở rộng điều tra vụ nghi phạm Nguyễn Thị Hồng B, chú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, đầu độc cháu ruột 18 tuổi bằng cyanur gây xôn xao dư luận. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hồng B đã khai nhận từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 đã dùng chất độc cyanur đầu độc 4 người thân trong gia đình, trong đó có chồng của B và ba người. Nguyên nhân, theo lời khai ban đầu của B, là do xuất phát từ mâu thuẫn với những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, công an nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng. Chiều ngày 7 tháng 7, thông tin với Vietnamnet, lãnh đạo xã Gia Tiến huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp cùng với công an huyện Gia Viễn điều tra làm rõ vụ việc người vợ tử vong, chồng bị thương tại nhà riêng ở thôn Đồng Tiến. Danh tính người vợ được xác định là Nguyễn Thị H, 35 tuổi, người chồng là Nguyễn Lương B, 44 tuổi. Được biết, hai người này làm việc tự do. Người vợ là nhân viên chăm sóc sức khỏe ở một cơ sở tại Hà Nội và mới về địa phương ít ngày gia đình có ba người con hai trai và một gái